Lính Ukraine cố né đối đầu đặc nhiệm Chechnya và đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo trang web VZ, tin đồ đang lan truyền ở Ukraine về những người Chechnya hung tợn và đối phương né tránh họ chỉ là phần nổi của tảng băng về lực lượng đặc biệt nga. Đặc nhiệm Chechnya họ là ai? Một trong những nguồn cung cấp tin tức từ mặt trận ở Ukraine là người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc nga, ông Ramzan Kadyrov. Các đặc nhiệm Chechnya hiện đang trực tiếp tham gia vào tiến trình kiểm soát Mariupol và các khu vực đông dân cư khác của Ukraine. Vậy đặc nhiệm Chechnya được thành lập như thế nào và tại sao phía Ukraine lại tỏ ra e sợ khi đối đầu với các tay súng đến từ khu vực Nga này? Đặc nhiệm Chechnya là một cách diễn đạt theo nghĩa bóng. Họ thực tế là các trung đoàn đặc nhiệm Bắc Nam Akhmat Karirov, sobr -E Omon của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, bao gồm khoảng 30.000 quân đội Chechnya Tất cả các đơn vị này là một phần của vệ binh quốc gia Nga, Rosgavdia, tuy nhiên họ cũng muốn được coi là một cách không chính thức, thân binh của ông Ramzan Kadyrov, người luôn nhấn mạnh rằng đối với ông, mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao Tổng thống Putin là trên hết. Cùng với quân đội Nga, các đơn vị của Rosgavdia đang tích cực tham gia vào chiến dịch ở Ukraine và các người lính Chechnya cũng không phải ngoại lệ. Họ đã hoạt động ở Ukraine từ những ngày đầu tiên và chỉ mới cách đây vài ngày, trong một đợt bổ sung quân mới đến từ các trung đoàn, cảnh sát đặc biệt đã khởi hành từ Grozny. Thành phần của các đơn vị này chỉ bao gồm những người tình nguyện viên tham chiến. Theo tiến sĩ khoa học lịch sử Nga Mikhail Paskanov, người Chechnya là những chiến binh bẩm sinh trong bản chất lịch sử của họ. Họ là những người coi nghĩa vụ quân sự là vinh dự nhất, Người Chechnya từng phục vụ cho cả đế quốc Nga và Liên Xô, 9 người đã trở thành anh hùng Liên Xô và đã có 20 người Chechnya được phong danh hiệu anh hùng Liên bang Nga, trong đó 11 người được truy tặng. Có một đặc điểm đặc biệt trong tâm lý của người Chechnya khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện sự độc lập nhưng họ cũng sẵn sàng tuân thủ theo một thủ lĩnh và liều mạng khi thực hiện mệnh lệnh. Điểm mạnh này của họ cũng sẽ được phát huy trong một đơn vị thuần nhất về dân tộc. Điều này có vẻ không phù hợp với quân đội và có lẽ là lý do tại sao người Chechnya chọn thành lập các đơn vị đặc nhiệm trong hệ thống của Rosgardia, nơi nguyên tắc tuyển dụng nhân sự theo từng vùng lãnh thổ được áp dụng. Trong quá trình hoạt động quân sự ở Quayna, đặc nhiệm Chechnya sẽ có những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng của Gosvadia, chứ không phải các đơn vị lục quân. Khái quát là họ không phải là lực lượng xung kích vì họ không có vũ khí hàng nặng cũng như yểm trợ hàng không. Nhưng trong việc tiêu trừ các nhóm phá hoại, dọn dẹp các khu dân cư, Kinh nghiệm của các chiến binh Chechnya được đào tạo bài bản sẽ được yêu cầu. Họ có thể hoạt động hiệu quả trong các nhóm nhỏ, họ không bị lúng túng trước sự vượt trội về quân số của đối phương. Có ý kiến Ukraine cho rằng tốt hơn hết là không nên dính líu tới những người Chechnya và các đơn vị của đối phương đang cố gắng tranh tiếp xúc trực tiếp với họ. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chiến binh Chechnya ở Ukraine, họ đã từng hiện diện tại Melitopol, nhà váy điện hạt nhân Zaporizhzhia và cả gần Kiev người đứng đầu Chechnya Kadyrov thậm chí còn đích thân tới sân bay Gostomel để cổ vũ các đồng hương đang tham gia chiến dịch quân sự. Đại tá sĩ quan sự bị Nandi Alekhin nói rằng không kết thiết về lý tưởng hóa cái gọi là đặc nhiệm Chechnya, nhưng đáng để đánh giá tiềm năng của họ. Vị cựu chiến binh trong cuộc chiến Chechnya lưu ý, làm bạn với người Chechnya có lợi hơn là gây thù chốc oán với họ, điều đó ai cũng biết. Các huyền thoại được lan truyền ở Ukraine vì những người Chechnya hùng tận, sẵn sàng hạ gục kẻ thù mà không hề thương xót cũng được kích hoạt, phía Ukraine thực sự sợ hãi họ. Chỉ là phần nổi của tảng băng, đa phần các đơn vị Chechnya trong Gosvadia sẽ có nhiệm vụ tương tự cảnh sát, dọn dẹp các khu dân cư và đảm bảo trật tự ở đó. Tuy nhiên có thể giả định rằng họ cũng sẽ tham gia vào cuộc đối đầu trực tiếp với các đơn vị Ukraine trong quá trình bắt giữ một số đối tượng nhất định. Đồng thời cần phải hiểu rõ rằng, lực lượng xung kích chính trong chiến dịch của Nga tại Ukraine, bao gồm các đơn vị đặc nhiệm khác của Nga. Có thể kể đến đặc nhiệm thuộc tình báo quân sự Nga GRU, đặc nhiệm của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB. Được biết các đơn vị đặc nhiệm Nga có thể đã ở Ukraine từ trước ngày 24 tháng 2 khi Nga phát động chiến dịch quân sự và thu thập thông tin tình báo sau chiến tuyến của đối phương. Đại tá sĩ quan dự bị Alexander Khaev bình luận chắc chắn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ báo cáo chính thức nào về các hoạt động của lực lượng đặc biệt ở Ukraine. Họ không thích quảng cáo, cái chính ở đây là họ đã làm việc của mình và không muốn được chú ý. Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như vậy, ở Afghanistan cũng như vậy. Các lưu đoàn đặc nhiệm thường được cải trang thành các lữ đoàn bộ binh cơ giới bình thường trong một thời gian dài. Ông Khả Ép tin rằng trong chiến dịch ở Ukraine, lực lượng đặc biệt thường được ngụy trang là các đơn vị lính rủ do sự tương đồng trong trang bị và về bản chất các hoạt động được thực hiện để kiểm soát các nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl và Zaporozhye, các sân bay quân sự và việc tổ chức hành lang để rút dân thường khỏi các thành phố bị phong tỏa có thể do lực lượng đặc biệt tiến hành. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga hôm 24 tháng 3 cho biết lực lượng an ninh dưới quyền ông đã kiểm soát tòa nhà chính quyền thành phố Mariupol và treo cờ tại đó, thêm rằng các đơn vị phòng thủ của Ukraine không chống cự và đã rời bỏ vị trí. Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, đăng video cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư phía đông thành phố. Kèm hình ảnh một nhóm binh sĩ cắm cờ có hình ảnh của lãnh đạo Chechnya trên một tòa nhà. Ông nói đây là văn phòng công tố quận Levo Berezny, tòa nhà cuối cùng được giải phóng. Quân đội Nga và Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này. Ramzan Kadyrov được đánh giá là đồng minh thân cận của ông Putin ủng hộ mạnh mẽ phong trào ly khai ở miền đông Ukraina và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tadyrop ngày 26 tháng 2 thông báo lực lượng Cộng hòa Chechnya đã tới Ukraina tham gia chiến dịch của Nga nhưng không nói rõ số lượng. Truyền thông quốc tế ước tính khoảng 10.000 người đã được triển khai. Hôm 17 tháng 3, ông Karirov tuyên bố tiếp tục điều thêm 1.000 tay súng. Trong ngày 24 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konasenko tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Izium tỉnh Kharkiv đồng ở phía đông Ukraina. Izium là thành phố phía đông Ukraina với dân số khoảng 54.000 người. Thành phố này gần như bị cắt hoàn toàn liên lạc kể từ khi lực lượng Nga và Ukraina giao tranh dữ dội tại đây từ tuần trước. Ông Konasenko cho biết thêm vào tối 23 tháng 3 và rạng sáng 24 tháng 3, lực lượng Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa các cuộc tấn công đã phá hủy 13 bệ phóng tên lửa, bao gồm 9 hệ thống S300 và 4 hệ thống Buk M1 ở Danilovka, phía Nam Kiev, một cơ sở chỉ huy hoạt động cùng một kho vũ khí ở Bakhmut, vùng Donetsk và một căn cứ tạm thời của tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc ở Lysychansk. Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết hệ thống tên lửa phòng không S300 sẽ ở lại nước này nếu Nga rút quân khỏi Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nat cho biết nước này sẽ không xem xét việc gửi hệ thống phòng không S-300 tới Ukraine nếu Nga tuân thủ luật pháp quốc tế và rút quân khỏi Ukraine. Tuyên bố trên được ông Jaroslav Nat đưa ra trước phiên họp nội các Slovakia ngày 23 tháng 3, ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov một lần nữa cảnh báo các nước sở hữu hệ thống S-300 không nên chuyển cho Ukraine Ông Nát trước đó đã nói rằng Slovakia sẽ tìm cách thay thế hệ thống S-300 bằng một hệ thống khác hoàn toàn tương thích với các đồng minh NATO và cung cấp cho Slovakia khả năng phòng thủ cao. Ở châu Âu, ngoài Slovakia, hiện có Hy Lạp và Bulgaria cũng sở hữu hệ thống S-300. Theo Nát, hệ thống này chỉ có thể được bảo dưỡng ở Nga hoặc Ukraine. Trước đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Slovakia gửi hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine sẽ vi phạm thỏa thuận năm 1990 giữa Tiệp khắc và Liên Xô. Theo ông Lavrov, Nga sẽ không cho phép Slovakia cung cấp hệ thống S-300 cho Ukraine. Lưu ý rằng bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Slovakia không lo ngại về khả năng vi phạm thỏa thuận cũ. Thỏa thuận mà Ngoại trưởng Lavrov viện dẫn trên thực tế không cấm Slovakia trao hoặc bán hệ thống S-300 cho một quốc gia khác. Slovakia có được hệ thống S-300 do tiệp khắc chia tách vào năm 1993. Tiệp khắc nhận hệ thống này từ Liên Xô vào năm 1990.